Rồi hello nha, xin chào tất cả mọi người nha. Thì đã trở lại với kênh của Giang. Lâu lắm rồi Giang mới ra video ẩm thực cho mọi người xem nha mọi người. Hôm nay là chủ nhật thì Giang sẽ tiếp tục video là hấp 11 con gà. Đây nè, Giang sáng có đi chợ, ủa có gọi hàng người ta giao 11 con gà đây mọi người. Con 2kg nha. Để hấp cho bàn tiệc 100 người. 100 người nó đặt 11 con gà. Bây giờ Giang chuẩn bị sẽ hấp gà nha, chỉ cho mọi người hấp gà với mình nha. Đó, thì đây mọi người ơi, 11 con gà, 11 con gà Giang làm sẵn rồi, cũng như cắt giò, nhổ lông, đồ môi ruột, môi gan rồi ra hết, tim gan phèo mỏi hết rồi nha mọi người. Thì đây nè, thì đây cũng có chuẩn bị cái nồi nước đó, nồi nước siêu to khổng lồ đó. Thì hấp gà thì nó cũng đơn giản thôi, nên là mình chuẩn bị bỏ muối vô, cho muối giót nha. Rồi, bỏ vô cho gà, hấp gà cho nó trắng á mọi người. Đó. Bỏ vô gần bỏ vô khoảng 2 muỗng thôi, 2 muỗng bự á, nếu mà ấy thì khoảng 4 muỗng cà phê. Thì giờ mình sẽ cho gà vô nè mọi người. Cho gà vô. Để cái nồi này nó cũng hấp cũng không có đủ nha mọi người. Bây giờ nữa mình sẽ chỉ cho mọi người là cách khi hấp bao lâu con gà nó chín, thời gian nó chín mấy phút. Hấp gà nó chín khoảng 10 phút nha. Khi nào hiện tượng con gà nó chín thì mình sẽ chỉ cho cái bí quyết cho mọi người xem nha. Không biết cái nồi này hấp hết 10 con ta. Rồi hết mọi người ơi. Còn hết. Vô. Mình có cắt chân, cắt giò rồi ra sẵn rồi. Cũng bỏ vô hấp luôn. Xong mọi người. Đó thì Giang bỏ vô 7 con, 8 con rồi. Còn lại 3 con. Xíu nữa nó chín vớt ra bỏ vô tiếp nha mọi người. Thì đó mọi người ơi. Hồi nãy giờ thời gian chờ đợi nãy giờ nó 5 phút rồi nha mọi người. Để mình hé hé nách ra thử. Tại vì cái nồi này nước cũng hơi nhiều á. Nước cũng hơi nhiều rồi, gà cũng nhiều nữa. Nãy giờ nó cũng chưa kịp thôi. 10 phút nữa có phải tính thời điểm phải nước sôi đó lên phải được 10 phút nha mọi người. Phải gà là gà tươi. Cái gà đông lạnh á thì nó không có ấy, không có hấp, không có 10 phút chín được. Thì gà đây là gà ta nha, gà thả vườn. Mình hé hé nắp cho mọi người xem nha. Đó. Nước cũng chuẩn bị sôi thôi à. Thì ở đây thì có thằng em ở bên đây nó sẽ chuẩn bị là này, gà hấp hành nha mọi người. Bên đây có thằng em nó chuẩn bị hành nè. Đó, hành với gừng cắt lát luôn là chia 21 cây nha. Đó. Em mà nó kỹ lắm, nó làm nó đeo bao tay rồi vô nó phải hộp an toàn thực phẩm luôn. Đó thì hồi nãy giờ là 15 phút rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ quay tiếp cái cảnh gà chín cho mọi người xem nha. Thì đây nè mọi người ơi. Đó. Ở mình chỉ cái bí quyết của mình là hấp gà chín như thế nào. Khi nào mình hấp gà là cái đùi nó rút vô nè mọi người. Đó, có khoảng cách nè. Đó, có khoảng cách xương nó bị rút, thịt nó bị rút vô. Nó lồi ra như vậy nè. Đó, con nào cũng vậy hết nha. Đó, nếu mà gà ta thật sự thì nó rút vô vậy là nó chín. Đó thì ở đây Giang cũng tắt lửa rồi. Đó, sang bên đây cũng vậy. Mấy con này là do cái da nó vàng á mọi người. Da nó vàng. Cái con da vàng thì hấp nó tét da lắm. Đây là mình bỏ muối vô là nó trắng nè. Đó. Thì giờ mình sẽ vớt gà nha mọi người. Gà nó để nguội xíu mình chặt. Gà nó chín rồi. Xíu mình chặt một xíu cái dĩa mình sẽ quay tiếp nữa. Cái nước này mà nếu mà bạn nào muốn ăn cháo thì lấy nấu cháo ăn ngon lắm nha mọi người.
viên là dớt từ tim gan đến phổi luôn. Mình chặt này mình sẽ quay tiếp nha mọi người. Quay không rồi á? Rồi quay rồi á. Đây mọi người nha. Bây giờ Giang sẽ trình bày chặt một con gà cho mọi người xem nha. Đây là những bị dao hết. Đây, muốn dao đơn giản thôi nha. Có chỉ hành có thằng em đó chuẩn bị rồi. Đây có mình bỏ cái này ra nha mọi người, cái miệng dưới á. Nói chung là nãy bà chủ có kêu là một con kia con nữa cái gì á. Đây nãy được hấp gà trong nguyên cái lỗ gà luôn nè mọi người. Mình nên khuyến khích là người chặt gà đừng nên có bụng nha, có bụng là chặt gà không được đâu á. Gà là phải dứt khoát, thấy không? Rồi, đơn giản thôi. Các bạn ơi, đó đuôi dao chưa? Thì mọi người ơi, nãy Giang cũng chặt con gà cho mọi người xem á. Thì đang chặt thì có món ăn khác vô á, thì Giang phải đi nấu rồi chuyển lại cho thằng em nó chặt. Đó thì giờ mình sẽ quay thằng em mình chặt cho mọi người xem nha. Đó. Nãy giờ chặt cũng gần xong rồi. Thì đây nè mọi người ơi. Đó. Gà hấp hành thì nó có củ hành với đậu hành nha. Thì lót ở dưới á. Đó, nó chặt xong rồi nó để đây vậy nè. 21 dĩa nha mọi người. Giờ này nó cũng đang chặt. Anh này tinh sưng nha. Anh làm bếp được 5 rưỡi rồi. Anh giỏi lắm nha mọi người. Anh chưa có người yêu. Nói chung là anh cũng, em cũng đam mê học bếp lắm. ISO xin nghề bếp có bằng sơ cấp đầu bếp nha. Anh tính nó lạnh lùng lắm. Ghê chưa, anh cười miếng chi được ra ghê chưa. Thôi mình xin nghỉ tay một xíu, mình chỉ cho các bạn là cách để co gà. Co gà để co một chi nè. Thì ở đây mình có chút hành lá đã chuẩn bị sẵn và bông chân trí. Thì món ăn của bếp Việt chúng ta thì không thể thiếu các gia vị của tại đất nước Việt Nam của chúng ta được. Thì chân trí rất đơn giản là chỉ có bỏ chút hành lá vào cho nó thơm, sau đó là ta cắm chiếc khung lên, vậy là món ăn của người ta hoàn thành của ta đã xong. Ảnh giới thiệu là ảnh đăng ký nha mọi người. Đề co món ăn là có bông của dĩa gà nè mà chưa có nước. Dĩa kế tiếp thì ta cũng trang trí về thôi. Đẹp quá em ơi. Thì thôi nha, mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Mọi người nhớ xem cái video này, nhớ ủng hộ kênh cho Giang nha. Share và chia sẻ video cho Giang nhiều nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người hôm các video kỳ sau nha mọi người. Bye bye. Đây có thằng em mà vui lắm.